Bên cả anh em vừa đón một bác khách ở thành phố Hải Dương ở Chí Linh, sau đó sang tận nơi bên em để kiểm tra hàng và chốt cái mẫu sản phẩm DB Boutique Cam 330 Pro với cái phiên bản này rất là hay. Và đấy, anh em thấy nào, anh em khách hàng từ rất là xa lặn lội về đây, có tầm hơn 20 cây ở đến cửa hàng nhà em. Thì em ở Kim Thành giáp với Hải Phòng nhé, tuyến quốc lộ 5A. Nếu anh em nào ở thành phố Hải Dương, anh em ở Hải Phòng muốn sang xem và trải nghiệm thì bên em sẽ đón tiếp rất là hậu hậu để phục vụ các anh em mà mua được chiếc điện thoại tốt nhất. Và tiếp đây thì làm ngay video nữa về cái phiên bản DB Boutique Cam 330 Pro. Và anh cũng đã tham khảo rất là nhiều mẫu vang của DB rồi, và anh cũng đã bảo là trước đây nhà anh cũng đã sử dụng qua rất nhiều những đời vang trước, như là những phiên bản B3 từ 675 này, những cái phiên bản như là vang số thứ mà anh ấy không thích, anh lại thích là những cái phiên bản chỉnh cơ dễ dàng hơn. Và đây là DB Boutique Cam 330 Pro, phiên bản vang cơ đại số rất là hay của nhà phân phối DB Boutique. Sau khi một hồi trải nghiệm và cùng với em tư vấn, và anh cũng đã đưa ra cái lựa chọn, đó là sở hữu ngay con mình con DB Boutique Cam 330. Cái điểm mà anh thích nhất đó chính là cái cổng cắm mic của 330 ấy, nó có thêm hai cổng cắm mic mặt trước đấy. Để anh em, nhiều khi anh em để tủ đồ, em cũng đã nhắc anh em rồi, để tủ đồ mà chúng ta có những cái phiên bản vang cơ đại số có cổng cắm mic mặt trước để chúng ta sử dụng mic dây thì rất là tuyệt vời, nó rất là đơn giản dễ dàng. Nên khi mà chúng ta sử dụng mic dây như em đây thì các bác chỉ cần cắm vào mặt trước cho em thôi, cứ thế là trải nghiệm thôi. Còn những phiên bản thế mới thì đa phần là chúng ta sẽ luồn ra phía mặt sau, chúng ta cắm vào thì một số anh em sẽ thì em sẽ cùng với các anh em cắm điện và trải nghiệm lại cái chiếc âm thanh của DB Boutique Cam 330 Pro nhá. Cái phiên bản này thì rất nhiều tính năng công nghệ rồi, em cũng nhấn mạnh cho em rất nhiều và các tính năng phục vụ anh em căn chỉnh cơ dễ dàng để em hỗ trợ cài sẵn cho các anh em. Đấy, nếu anh em mà chưa yên tâm có thể đến tận nơi để trải nghiệm âm thanh trực tiếp như anh khách hàng ở Chí Linh. Ok, và bây giờ thì em sẽ cùng anh em thao tác cắm trực tiếp qua cục đẩy nhé. Anh em nào sử dụng Omni thì chúng ta có thể sử dụng nâng cấp trực tiếp với vang. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời của anh em khách hàng. Khi mà chúng ta nâng cấp từ Omni sang vang ấy, thì nó sẽ hỗ trợ trực tiếp cho giọng hát của anh em trở nên chuyên nghiệp hơn. Và thay vì việc chúng ta đi mua cục đẩy tốn kém thì anh em hoàn toàn có thể là tận dụng ngay cái công suất của Omni cũ để chúng ta chơi. Sau này thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp sang các phiên bản khác như là lên cấp đẩy cho anh em để chúng ta chơi sử dụng cái chất lượng nó tốt hơn về phần công suất. Và trước mắt thì nếu như anh em sử dụng Omni, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp. Ở đây thì anh cũng đã sử dụng Omni đây. Đấy, nâng cấp vào với Omni thì sau đó thì cái Omni của bác sẽ biến thành cục đẩy nhé. Khi mà chúng ta ghép nối một vang vào, đây các bác thấy thì chiếc giao diện của DB Boutique KM330 Pro đây. Đấy, các bác nhìn thấy góc tay trái màn hình sẽ là tất cả tính năng phiên bản LCD này, nó sẽ hiển thị tất cả các tính năng cơ bản nhé, từ các chế độ âm lượng tổng nhạc, mic effect hay các chế độ chống ngố, delay, repeat, reverb, nó có cả. Cái phiên bản này nó không hề thiếu bất kỳ tính năng nào trên mọi thể loại vang cơ đại số cả. Các tính năng rất là đơn giản thì anh em có thể thao tác trên thân máy để điều chỉnh các tính năng echo, bao gồm là delay và repeat, có tính năng reverb, và có một cái tính năng cũng rất là hay nữa, đó là reverb echo chỉnh cùng trên một nút. Đây là một cái nút thao tác để chúng ta có thể chỉnh, anh em muốn hát echo nhiều hơn chúng ta vặn ở bên tay phải, anh em muốn hát reverb thì nhiều hơn chúng ta vặn sang bên tay trái. Có FB chống hú nhé, và exciter lưng tiếng. Ở những phiên bản cổ điển thế đầu ấy, thì nó sẽ có cái nút exciter này, còn những phiên bản đời mới thì dường như là không có rồi. Và thêm các chế độ như bass mix, phần mix, bass mix phần nhạc và ba phím âm lượng tổng để chúng ta các anh em có thể là sử dụng đơn giản nhất về effect này, âm lượng tổng mix, âm lượng tổng nhạc. Và em nhận thấy cái phiên bản DB Boutique Cam 330 này tiếng echo nó rất là hay, rất là hay thật sự. Và sử dụng nó đơn giản lắm, rất là đơn giản các bạn nghe. Bây giờ thì cắm mic vào và cùng các anh em trải nghiệm âm thanh ngay lập tức với phiên bản DB Boutique KM330 Pro. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7
mà cất lời ca tiếng hát của mình nên có thêm cái tính năng reverb rất là sang cho các giọng hát, nổi bật giọng hát lên ở cái phần đuôi đấy. Khi mà chúng ta hát cái chế độ echo thì nó vừa lịnh tiếng rồi, và thêm tính năng reverb nữa để thể hiện cái tài năng ca hát của anh em mình, để hỗ trợ cái giọng hát thật của bác anh em được nổi lên cao hơn. Nghe hát nó vừa có cái chất giọng thật, nó lại vừa có độ lịnh tiếng, nên là anh em khi mà chúng ta khi mà hát cảm thụ âm nhạc ấy, với cái phiên bản vang cơ đại số cao cấp như này thì hoàn toàn nó hỗ trợ giọng hát của anh em trở nên bay bổng hơn, dễ hát hơn, độ lịnh tiếng cao nhất. Và phiên bản DB Optic K130 thực sự vẫn đang là một trong phiên bản cực kỳ hot cho anh em.
kể cả có ra mắt phiên bản nào đi chăng nữa thì DB Optic K130 vẫn từ trước nay vẫn là có tiếng rồi. Chất lượng âm thanh rất là đẳng cấp và đầy đủ tính năng chỉnh cơ đơn giản dễ dàng cho anh em tiêu dùng có thể sử dụng nữa. Và ngày hôm nay thì các bác đã được xem video của bên em rồi, cũng như anh em khách hàng đã đến tận nơi bên cửa hàng em để trải nghiệm và lấy mẫu sản phẩm DB Optic K130 Pro. Nếu anh em đang có nhu cầu phiên bản này, chúng ta cần có một giọng hát hay, một giọng hát chuyên nghiệp, là một nâng cấp trực tiếp và dàn máy âm thanh với những trang thiết bị âm thanh đẳng cấp và cao cấp, hay đến với cả Tùng Audio Hải Dương theo số thoại bên dưới và đến trực tiếp với cơ sở nhà em Kim Thành Hải Dương để phục vụ anh em liên tục với trang thiết bị âm thanh nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.